Nằm về phía nam của tỉnh, huyện Thanh Liêm là vùng đất cổ, từ lâu đã được biết đến như cái rốn nước của Hà Nam. Nhắc tới Thanh Liêm, người ta vẫn thường nhớ đến một vùng đất sản sinh ra nhiều hiền tài cho quê hương đất nước. Vùng đất có nhiều di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh thu hút khách du lịch gần xa. Đây cũng là quê hương của di sản chống quân, của hội vật Liễu Đôi. Đó chính là những mạch nguồn truyền thống tạo nên cốt cách, văn hóa của đất và người Thanh Liêm. Nằm trong cái nôi giàu truyền thống lịch sử văn hóa ấy, xã Liêm Cần cũng lưu giữ trong mình nhiều tinh hoa văn hóa quý báu. Các thế hệ người dân nơi đây luôn đoàn kết, sáng tạo, xây dựng nên truyền thống của quê hương. Truyền thống ấy được hun đúc từ năm tháng, trở thành mạch nguồn dẫn dắt người dân đưa quê hương ngày càng giàu đẹp, đổi mới và phát triển. Theo nhiều cứ liệu lịch sử, xã Liêm Cần vốn là mảnh đất cổ, địa thế đồi núi thấp, nổi giữa đồng bằng với con sông Khương Kiều uốn lượn nối sông Châu, sông Đáy, thuận lợi cho giao thông đường thủy. Đây cũng là lý do nhiều vị tướng tài của các triều đại đã chọn nơi đây làm cơ sở tụ nghĩa, luyện quân, cứu nước. Tiêu biểu như Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn cùng các tướng lĩnh thời Đinh, Lê lập nên bao chiến công hiển hách. Riêng Lê Hoàn, vùng đất Liêm Cần nay, Bảo Thái xưa còn là quê nội của ông. Nơi đây còn lưu giữ khá nguyên vẹn di tích Mã Dấu, nơi an nghỉ của cụ Lê Lộc, ông nội vua Lê Hoàn, và những câu chuyện về nơi phát tích nhà Tiền Lê. Tưởng nhớ các vị hoàng đế, các nhân thần có công với dân với nước, nhân dân Liêm Cần đã lập quần thể đền thờ gồm đền thượng trên đỉnh núi Lăng, đền trung giữa thân núi Lăng, và đền hạ còn gọi là đền Lăng, tọa dưới chân núi Lăng. Trong đó, đền Lăng là di tích quan trọng trong hệ thống đền thờ các vị vua triều Đinh, Tiền Lê, đặc biệt có tầm ảnh hưởng rộng khắp trong phạm vi các tỉnh thuộc Hà Nam Ninh xưa. Sau thời gian bị phá hủy, xuống cấp, đền Lăng đã được tỉnh bảo tồn, tôn tạo nhằm phục dựng và phát huy giá trị phục vụ nhu cầu tâm linh, phát triển du lịch. Hiện nay thì cái đền thượng với đền trung là đã được các cấp đang xây dựng. Thế bằng cái quần thể cả dàn thề và khu vực mà dấu về tất cả các người thì cũng mong rằng các cấp huyện, tỉnh và nhất là Bộ Văn hóa quan tâm là làm sao nâng cấp lên để cho cái khu di tích lịch sử quốc gia này và cũng là cái nơi ngội quần của nhà Đinh và nhà Lê mà được nhân dân chúng ta để lưu lại những cái truyền thống lịch sử của dân tộc. Cái không ngoài mục đích là duy trì được cái bảo tồn được cái di tích lịch sử, hai nữa là để cho tất cả các cái con cháu sau này để biết được cái lịch sử, cái truyền thống dựng nước và giữ nước của ông cha ta. Đền Lăng được nhân dân tôn lập thời hậu Lê, đầu thời Nguyễn. Theo nhân dân địa phương, vị trí đền Lăng chính là nơi đóng quân khi xưa của vua Đinh Tiên Hoàng. Đền thờ tứ vị hoàng đế tại cung trong gồm vua Đinh Tiên Hoàng, vua Lê Đại Hành, vua Lê Trung Tôn và vua Lê Ngoạ Triều. Phối thờ tam vị đại vương tại cung ngoài gồm tướng Nguyễn Minh, bà Nhữ Hoàng Đê và thần Thiên Cương. Vị thần đã báo mộng cho tướng Nguyễn Minh ở thôn vực đi phù nhà Đinh trừ loạn 12 sứ quân cùng Lê Hoàn. Gọi là đền Lăng vì ngoài việc thờ phụng, nơi đây còn có lăng mộ, gốc tích của vua Lê Đại Hành, vị vua đầu tiên thời Tiền Lê có công dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước. Năm 1925, đền Lăng được toàn quyền Đông Dương ra thông báo là di tích được bảo vệ. Đền Lăng cũng là địa điểm được nhân dân lựa chọn tập hợp tuyên truyền cách mạng, du kích địa phương luyện tập các hoạt động chống địch nhảy dù trên đường 21, ngăn chặn bước tiến của quân địch, góp phần bảo vệ thành quả cách mạng. Đền Lăng được xây dựng theo kiểu chữ Đinh, gồm tòa tiền đường, cung đệ nhị và cung chính tẩm, được trùng tu vào đời Nguyễn. Mặc dù đã được trùng tu, tôn tạo nhiều lần, song nơi đây vẫn giữ nguyên toàn bộ kiến trúc và các mảng chạm khắc. Đây chính là nét riêng làm nên giá trị của đền Lăng. Các mảng chạm khắc ở đây được tạo tác trên những khúc gỗ lớn, hoàn toàn thủ công, rất đẹp và tinh tế. Sau nhiều lần trùng tu, tôn tạo,
đền vẫn lưu giữ được nhiều đồ thờ tự cổ quý giá, đặc biệt là giữ nguyên những nét kiến trúc cổ xưa với những họa tiết trang trí tinh tế, sắc nét, thể hiện tài khéo léo của các nghệ nhân xưa. Đền Lăng ở đây là một cái di tích rất là quý. Thông thường các cái tiết trải nghiệm hoặc là những cái tiết mà chép họa tiết trang trí dân tộc thuộc cái phân môn mỹ thuật thì là tôi thường cho các con ra tận nơi, ra tận đền để các con quan sát và các con ghi chép lại những cái họa tiết cổ. Ở trên các cái bức phù điêu thì những họa tiết ở đây rất là giá trị. Những họa tiết được chạm khắc nổi bằng gỗ lim ấy, rất là lâu đời rồi. Mà những họa tiết rất là sắc nét, tiết mang tính chất là rất là trang trọng cung đình ấy ạ. Qua những cái tác phẩm mà được chạm khắc ở trên đao đình này hoặc các bức phù điêu đấy thì thể hiện là cái tài tình và cái độ khéo léo của nghệ nhân xưa. Đó là chạm khắc nổi trên các cái họa tiết đó thì thể hiện cái nếp sống này, thể hiện sinh hoạt này, rồi thể hiện cả những cái nghi lễ của cung đình trước kia nữa. Tất cả các đại tự rồi là hương án là ở trong ấy là toàn bộ là cũ tất, là cổ tất ấy. Đấy, là coi là không, nguyên bản chưa thay đổi gì hết. Đấy, thế mà sơn là chúng tôi là mới sơn lại có một lượt thôi. Tất cả các đồ thờ chúng tôi chưa sơn lại gì cả. Cấu trúc của trước của các cụ để lại là như nào là vẫn như thế. Rất tự hào là đã có một cái nơi di tích lịch sử to lớn của các cụ ngày trước để lại. Đấy, và cố gắng chúng tôi sẽ động viên nhau và gìn giữ. Giá trị của đền Lăng còn nằm ở 4 chiếc long đình thờ 4 vị vua trong chính tẩm. Những chiếc long đình trong có bài vị, long ngai còn nguyên màu sơn son thép vàng theo phương pháp cổ truyền. Ngai thờ vua nên những mảng chạm khắc ở đây cầu kỳ đẹp mắt. Hương án đền Lăng cũng là đồ thờ cổ mang một vẻ đẹp lộng lẫy của các mảng chạm khắc trong một kết cấu lồng nhau. Với những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc độc đáo, năm 1999, đền Lăng được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Hàng năm tại đền diễn ra 4 kỳ lễ chính, người dân còn gọi là ngày đại kỳ phúc, nhằm ngày sinh, ngày hóa của các nhân vật thờ tự tại đền. Năm 2023, lễ hội đền Lăng lần đầu tiên được phục dựng lại sau nhiều năm gián đoạn. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 4, tức từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 3 năm Quý Mão. Cũng giống như lễ hội truyền thống ở vùng đồng bằng sông Hồng, diễn trình lễ hội đền Lăng thực hiện khá nhiều các nghi thức. Mở đầu là lễ cáo yết, rước nước, mộc dục. Tiếp đó là lễ gia quan, rước kiệu, tế lễ, dâng hương, sinh hoạt ẩm thực. Sau các nghi thức tín ngưỡng, trò hội và diễn sướng dân gian được tổ chức với sự tham gia hào hứng của người dân. Khép lại lễ hội là lễ tạ và đóng cửa đền. Trong những ngày diễn ra lễ hội, đền Lăng trở thành không gian thiêng, thành trung tâm của nhiều nghi thức trọng đại. Đây là một cái việc làm mà có rất nhiều ý nghĩa để ôn lại truyền thống, thế rồi là để mà nhớ lại cái công lao của các cái nhà vua qua các cái thời đại. Thì trong gian qua thì được sự quan tâm của các cấp từ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Hà Nam, Ủy ban nhân huyện Thanh Liêm, các phòng ban của huyện, thì Đảng ủy, Ủy ban nhân xã đã xây dựng nghị quyết, thế và Ủy ban nhân xã xây dựng kế hoạch triển khai tới các thôn trên địa bàn của xã để nhằm khơi dựng lại cái truyền thống. Thế và phải nói là cái lễ hội truyền thống của đền Lăng thì tới đây quy mô rộng hơn, sẽ là không những là cấp xã mà là cấp huyện, rồi tiến tới là sẽ làm tốt và cấp tỉnh. Nghi thức rước kiệu trong lễ hội đền Lăng thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham gia. Đoàn rước xuất phát từ đền Lăng lên Mã Xấu, rước chân nhang cụ Lê Lộc về đền dự hội. Đoàn rước náo nhiệt và rực rỡ sắc màu. Theo nhiều người dân địa phương, mặc dù là năm đầu tiên phục dựng sau rất nhiều năm gián đoạn, song đám rước kiệu năm nay cũng không khác nhiều so với giai đoạn trước năm 1927. Thời đó, đám rước kiệu vào chính hội của đền Lăng rất lớn, do tổng đốc hoặc tuần phủ làm chủ tế, thu hút được đông đảo người dân trong tổng huyện tham dự. Những người thôn Đò Nhuế, thôn Vực, làng Bảo Thái đều tham gia. Đây chính là cách người dân địa phương nơi đây
ôn lại một giai đoạn lịch sử của đất nước, từ đó giáo dục thế hệ sau về truyền thống của quê hương. Một trong những điểm nhấn trong lễ hội truyền thống Đền Lăng là hoạt động tế lễ do chính những người con quê hương thực hiện. Văn tế ca ngợi công ơn to lớn của các vị vua, vị tướng với dân với nước, đồng thời cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, làng xóm bình yên. Trước kia vào những ngày đại kỳ phúc, dân làng mổ trâu, mổ lợn, làm lễ rất to. Ngoài phần lễ trọng, làng còn mời các gánh hát chèo, tổ chức các trò chơi dân gian. Hết sức vui tươi và phấn khởi. Lễ hội năm nay tuy chưa tổ chức được đa dạng các trò chơi dân gian, nhưng cũng có nhiều trò vui ý nghĩa như thi trang trí lễ vật dân vua, biểu diễn văn nghệ, đặc biệt là trình diễn vở chèo, đất thiêng nơi mả dấu, gợi nhắc câu chuyện về nơi phát tích nhà Tiền Lê trên đất Liêm Cần. Tâm ta nặng ân tình với nàng Quế Ngọc, đã vì quốc vong thân giữa chốn xa trường. Người cứu ta là nàng Huệ Nương, ngày đoàn tụ ta chẳng còn hai liệt nữ. Ta sẽ cho xây mộ phần hai nàng nơi gò cao làng Bảo Thái, gần mả dấu linh thiêng, nơi hội tụ lòng dân. Hỡi tướng sĩ ba quân, hãy cùng ta ra xa trường giết giặc báo hoàng ân. Đối với người dân trên mảnh đất cổ Bảo Thái xưa, Liêm Cần nay, lễ hội truyền thống Đền Lăng năm nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ngoài khẳng định nét đẹp văn hóa truyền thống đang dần được phát huy trong thời đại mới, điều này còn giúp củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời truyền đi thông điệp truyền thống yêu nước, khí phách hào hùng dân tộc sẽ luôn được thắp lên và lan tỏa trong nhân dân, khích lệ, động viên mọi người cùng chung tay xây dựng quê hương. Trước kia thì vẫn cứ một năm là 4 tuần rỗ lễ, thì cơ sở chúng tôi vẫn tổ chức lễ hội như thế này. Nhưng trong quê hương rất nhỏ thôi. Nhưng năm nay được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì chúng tôi mới mở rộng, mở mang đến đến rộng rãi thế này. Thì là một cái mơ ước của nhân dân xã Liêm Cần, như bản thân chúng tôi đã rất phấn khởi. Trong khi mà tổ chức lễ hội, chúng tôi đã luyện tập cái đội thế nam thế nữ rất kỳ công trong khoảng nửa tháng. Đến hôm nay chúng tôi đã thành công mỹ mãn, mà toàn dân sáng nãy rước về rất phấn khởi, mà rất mong là cái lễ hội này chúng tôi được duy trì mãi mãi, để cho thế hệ con cháu sau này nó biết được đây là một cái khu di tích lịch sử cấp quốc gia, để cho các cháu nó hiểu được là cái công lao của ông cha mình trước đây. Thì tôi nhận thấy là quê hương rất là tự hào, đã mang lại tất cả những cái lịch sử truyền thống từ trước đến giờ của cha ông lưu giữ đến bây giờ. Thì bản thân người dân chúng tôi là rất là phấn khởi, rất là mừng và rất là vui. Chúng tôi rất mong là cấp trên quan tâm đến nữa, để từ năm sau giờ đi duy trì được cái lễ hội truyền thống của quê hương chúng tôi và phát huy càng ngày đất nước giàu mạnh, thì tất cả những cái truyền thống lễ hội tâm linh lại càng được tôn tạo nhiều hơn. Sâu thẳm trong tâm thức mỗi người dân Liêm Cần nói riêng, huyện Thanh Liêm nói chung, việc khôi phục lễ hội truyền thống Đền Lăng đã trở thành sự kiện ý nghĩa, khẳng định những tinh hoa văn hóa mãi trường tồn trong suốt tiến trình phát triển của quê hương đất nước. Đây sẽ là khởi đầu tốt đẹp để Liêm Cần xây dựng nét đẹp văn hóa, xây dựng thuần phong mỹ tục cho lớp lớp con cháu hôm nay và mai sau. Được tắm mình trong lễ hội chính là mong muốn của người dân, để gợi về không khí lịch sử hào hùng của dân tộc, tạo động lực, niềm tin để mỗi người phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xứng đáng là vùng quê nông thôn mới kiểu mẫu, hiện đại, văn minh.